Mấy hôm nay dân tình trên mạng bàn tán rất là sôi nổi về bánh mì bóng đêm, không biết là Hải Vân đã thử chưa ha? Bánh mì thanh long nè, bánh mì khoai lang thì Hải Vân thử rồi, còn bánh mì bóng đêm thì nghe lạ quá đó Mai Anh. Đó là một loại bánh mì độc đáo với vẻ ngoài đen xì, khác lạ với tên gọi là bánh mì than tre, có mặt lần đầu tiên tại Quảng Ninh. Nhưng mà giờ đây thì Hải Vân và quý vị nếu mà muốn thử thì không cần phải lặn lội đến Quảng Ninh đâu, mà cũng có thể ghé vùng đất Tây Đô thân thương của chúng ta, có thể thưởng thức được loại bánh mì độc lạ này rồi. Đúng như tên gọi là bóng đêm, loại bánh mì này được phủ một màu đen tuyền từ vỏ ngoài cho tới phần ruột bên trong. So với các dòng sản phẩm phổ thông, bánh mì bóng đêm vẫn chọn bột mì làm nguyên liệu chính. Chỉ khác ở phần trộn công thức có thêm mật mực và tinh than tre để tạo ra màu đen tuyền ở vỏ bánh. Sau đó bột sẽ được nhồi từ 2 đến 3 lần và phải ủ từ 4 đến 5 tiếng, bột mới nở hoàn toàn mới tiến hành nướng bánh. Vì thế, mỗi ổ bánh mì than tre làm ra tốn nhiều thời gian và chi phí hơn so với bánh mì truyền thống. Tuy vậy, làm theo công thức này, bánh sẽ có độ giòn, xốp và mùi vị than tre đặc trưng. Cũng do tụi anh tìm tòi học hỏi thôi chứ không chứ cũng phải là chú biết trước nữa. Bây giờ hiện tại chỉ bán có khoảng 2 tiếng hồi thôi, nhưng mà nguyên liệu đồ của anh nó đã hết rồi, nên là cũng phải đợi khoảng 1 tiếng 2 tiếng nữa mới có đủ để bán cho tiếp được. Hôm qua anh cũng phải ngừng khách giữa chừng vậy đó, chứ anh không có thể nào đáp ứng kịp được. Dù mới ra mắt được 2 ngày nhưng đã có rất đông khách hàng tìm đến thưởng thức, nhờ thế mà lượng đơn đặt hàng của quán tăng lên chóng mặt. Ngay ngày đầu mở bán đã ra lò trên 700 ổ bánh mì và ngày hôm nay số lượng có thể lên đến 1.000 ổ. Hiện tại mỗi ổ bánh mì được bán với giá 16.000 đồng trong 3 ngày khai trương, sau đó sẽ quay lại giá chính thức là 18.000 đồng một ổ. Qua biết rồi nhưng mà thấy đông quá, bữa nay mới lại mua. Tranh thủ lại sớm nhưng mà vẫn thấy trễ hơn, vẫn có người đông hơn, người ta lại mua trước mình. Không đắng em, bình thường nó cũng thơm ngon như bình thường, như cái bánh mì ổ bánh mì khác thôi. Nhưng mà nó màu đen mình thấy nó lạ, thấy nó bắt mắt hơn trước đi. Thường giờ ta bán 15 bánh mì thì lại 16 thì bình thường, nó chỉ hơn ngàn thì bình thường thôi. Với sự biến đấu đa dạng, những ổ bánh mì với vẻ ngoài đa dạng màu sắc đã thổi nên làn gió mới, giúp nền ẩm thực Việt Nam ngày càng phong phú hơn.